Nga tuyên bố đóng băng hợp đồng khí đốt không trả bằng rúp. Ông Putin tuyên bố quốc gia không thân thiện sẽ bị đóng băng hợp đồng khí đốt nếu không mở tài khoản ngân hàng Nga và thanh toán bằng rúp. Chúng ta sẽ cung cấp cho nhà thầu từ các quốc gia này kế hoạch rõ ràng và minh bạch để mua khí đốt tự nhiên Nga, họ phải mở tài khoản đồng rúp tại các ngân hàng Nga. Tài khoản này sẽ thanh toán những lô khí đốt được cung cấp từ ngày 1 tháng 4. Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong cuộc họp về các vấn đề của ngành hàng không ở ngoại ô Moscow ngày hôm nay. Ông Putin nhấn mạnh Nga sẽ tiếp tục đáp ứng các nghĩa vụ cung cấp khí đốt với khối lượng và mức giá được ấn định theo hợp đồng hiện có. Tuy nhiên, việc thanh toán bằng tiền tệ Nga là vấn đề Moscow đã chốt và các nước không thể thương lượng. Không ai bán bất cứ thứ gì miễn phí và chúng ta cũng sẽ không làm từ thiện, nghĩa là các hợp đồng hiện có sẽ bị tạm dừng nếu không thanh toán bằng đồng rúp. Ông Putin cho hay, nếu các khoản thanh toán bằng đồng rúp không được thực hiện, chúng ta sẽ xem như người mua không thực hiện nghĩa vụ, họ sẽ chịu những hậu quả. Tổng thống Putin cho biết ông đã ký một xác lệnh vạch ra quy trình rõ ràng và minh bạch. Tất cả các thanh toán sẽ được xử lý bởi ngân hàng Gazprom Bank, công ty con của tập đoàn năng lượng nhà nước khổng lồ Gazprom. Người mua sẽ chuyển các khoản thanh toán vào tài khoản Gazprom Bank bằng ngoại tệ, sau đó ngân hàng sẽ chuyển đổi thành rút và chuyển vào tài khoản rút của người mua. Những quốc gia bị Nga coi là thiếu thân thiện bao gồm Mỹ, các nước thành viên Liên minh châu Âu, Anh, Nhật Bản, Canada, Na Uy, Singapore, Hàn Quốc, Thụy Sĩ và Ukraine. Giới chuyên gia nhận định động thái mới nhất của Nga nhằm gây áp lực lên châu Âu để trả đũa các lệnh cấm vận. Với các lệnh trừng phạt nhằm vào ngân hàng trung ương Nga, phương Tây đóng băng khoảng 300 tỷ USD, gần một nửa dự trữ quốc tế của Nga. Khi quyết định của ông Putin được thực hiện, châu Âu sẽ phải mua lượng rút trị giá hàng trăm triệu euro mỗi ngày. Với Nga, việc đó sẽ cung cấp cho họ dòng chảy ngoại tệ mạnh, đồng thời thúc đẩy nhu cầu đối với đồng rút. Sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hôm 24 tháng 2, Mỹ đã cấm nhập khẩu dầu và khí đốt từ Nga, nhưng Liên minh châu Âu-EU vẫn duy trì các hợp đồng mua khí đốt với Moscow. Nga đang cung cấp 40% nhu cầu khí đốt của châu Âu, trong đó Đức, Italy và nhiều nước Trung Âu phụ thuộc rất nhiều vào nguồn cung này. Khoảng 25% nguồn dầu mỏ cho châu Âu cũng đến từ Nga, sự phụ thuộc khiến nhiều nước EU không đáp lại những lời kêu gọi từ Mỹ và Ukraine là cấm vận ngành năng lượng của Nga. Bộ trưởng Kinh tế Pháp Bruno Le Maire cho biết nước này và Đức đang chuẩn bị tình huống Nga cắt giảm vận chuyển khí đốt trong trường hợp họ không thanh toán bằng đồng rút. Có thể xảy ra tình huống ngày mai sẽ không còn khí đốt từ Nga, chúng tôi phải chuẩn bị cho những tình huống này và chúng tôi đang chuẩn bị, Ông Løvø nói sau cuộc hội đàm tại Berlin hôm nay với người đồng cấp Đức Robert Habeck. Trong khi đó, thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố các khoản thanh toán cho khí đốt mua từ Nga sẽ được thực hiện bằng đồng euro hoặc USD. Theo đó, những virus gây ra các bệnh như Zika, sốt vàng da, chikungunya và bệnh sốt xuất huyết là một nhóm mầm bệnh lây qua các loài động vật chân đốt như mũi và bọ ve. Đây là những mầm bệnh được cho là có thể bùng phát mạnh và gây đại dịch đặc biệt là khi thế giới có gần 4 tỷ người sống ở các khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới, nơi các loài động vật này phát triển mạnh. Tiến sĩ Sinvi Brian, Giám đốc Quản lý Nguy cơ Lây nhiễm Toàn cầu tại WHO, cảnh báo đại dịch tiếp theo rất có thể do một loại virus như vậy. Theo WHO, sáng kiến toàn cầu về phòng chống các virus lây truyền qua động vật chân đốt sẽ tập trung mọi nguồn lực để giám sát rủi ro, phòng chống đại dịch, chuẩn bị, phát hiện và ứng phó. WHO nhấn mạnh sự cần thiết phải có một hành động mang tính toàn cầu đặc biệt khi tần suất và mức độ nghiêm trọng của các đợt bùng phát bệnh do virus lây truyền qua động vật chân đốt ngày càng tăng